Ôi nhưng mà sao cái bộ đồ này bán có 150 kim cương thiệt luôn á hả? Ồ, có 150 kim cương thiệt luôn mọi người. Theo các bạn nha, là cái bộ đồ này á bán như vậy á là có đắt hay là rẻ các bạn? Nếu như bạn nào mà thấy rẻ á thì các bạn bấm like nha. Bạn nào mà thấy đắt á thì bấm đăng ký kênh nha mọi người. Rồi, tiếp tục các bạn coi nữa nè. Trời ơi, đàn trời ơi, cái tụi con trai tụi tôi á nó cũng đẹp không kém luôn mọi người ha. Mình nghĩ đâu đồ nữ là sẽ đẹp lắm á, đồ nam sẽ xấu, nhưng mà hóa ra đồ nam nó còn đẹp hơn mọi người. Đồ nam thì sành điệu hơn một tí, đó là cái tóc nó sẽ phá cách hơn một cái đồ bút. Nhưng mà sao cái hình của cái bộ đồ ở trong cái này sao tôi thấy nó mập dữ ta? Nhưng mà mặc lên nhìn hợp các bạn nhô. Mặc lên nhìn hợp nhô. Các bạn thấy có một cái áo len phía ngoài không? Rồi bên trong có một cái áo len cao cổ nữa. Có bạn nào mà hay phố đồ theo cái phong cách này không mọi người? Áo len ở ngoài với lại một cái áo bên trong là một cái áo len kín cổ đó mọi người. Trời ơi cái phong cách này mình khá là thích nè. Đấy, đẹp nha mọi người, đẹp chưa? Rồi, thì đồ nam và đồ nữ đều bán 150 kim cương hết. Rồi các bạn ơi, biết cái gì rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hãy ủng hộ San Luis thôi. Nếu như bài này mà đạt top 1 nha, và hay ghi chắc chắn luôn sẽ bán cái bộ đồ này. Còn bán kim cương hay là bán tiền thì chắc mình không biết nữa các bạn. Mình nghĩ chắc bán tiền rồi. Lần nào cũng vậy mà. Của bản danh hiệu, mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy hết tất cả các danh hiệu hiếm đang hot trend còn lại luôn nha. Điển hình ví dụ như là cái danh hiệu học sinh hư hỏng này, sẽ có nhiều bạn không biết cách làm và có những bạn làm nhưng mà không được nha. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn lấy luôn cái danh hiệu học sinh hư hỏng này là một. Shop thinhyuka.com, tại đây có bán ạc Fly Together và tất cả các dịch vụ liên quan đến Fly Together. Ngoài ra còn có Roblox Liên Quân bán ạc giá rẻ, thử vận may ạc Fly Together. Truy cập ngay shop thinhyuka ở phần mô tả của mình nha. Của kẻ gọi là phản bộ đó mọi người đó, thì có rất là nhiều cái danh hiệu mới nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa biết được. Rồi, sẵn tiện thì đang quay cái clip này á, là mình cũng thông báo luôn là hôm nay có một bạn trong team của mình là bạn Khang. Hồi sáng thì bạn Khang có gửi cho mình là bao nhiêu nhờ? Đâu mất tiêu rồi ta? À Khang ơi, em gửi anh lúc nào vậy? Alo, Khang, đây, em nhờ anh làm giải cho mấy bạn nha. Thì bạn Khang gửi cho mình 16 thỏi vàng, có nghĩa là bạn Khang gửi cho mình 20 thỏi vàng nha. Nhưng mà admin lấy mất 4 thỏi vàng rồi. Ây da các bạn nhá, xin chào mọi người nhá. Hôm nay sẽ là phần 2 nha mọi người. Bởi vì là những cái bản tên này nó quá nhiều, cho nên là mình sẽ chia cái video ra để mà đăng lần cho các bạn xem. Và tiếp tục ngày hôm nay sẽ là những cái danh hiệu mới, những cái danh hiệu mà khó lấy hơn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn lấy một cái danh hiệu nó cực kỳ hài hước luôn nha mọi người. Đó chính là cái danh hiệu học sinh hư hỏng nha. Để lấy được cái danh hiệu học sinh hư hỏng này á, thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái danh hiệu mặc định, đó chính là danh hiệu học sinh mới đúng không? Rồi bây giờ lấy trước cái danh hiệu học sinh cho mình luôn nè. Thì cái danh hiệu học sinh này thì dễ lắm, các bạn chỉ cần vào trường rồi các bạn tham gia cho mình một tiết học thôi. Bây giờ thì mình sẽ đỡ tiết toán nha, để mình tham gia tiết toán xong thì mình sẽ lấy cái danh hiệu học sinh. Sau khi có cái danh hiệu học sinh rồi á, thì mình mới lấy được cái danh hiệu học sinh hư hỏng nha mọi người, các bạn nhớ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái danh hiệu học sinh trước nha. Đó, sau khi mình học xong tiết toán á thì mình được A cộng luôn, được hạng 1 luôn kìa các bạn ơi. Cái này lần đầu tiên tôi họ được, lần thứ 2, thứ 3 gì đó chứ. Ok, thì bây giờ á các bạn đã có được cái bảng tên học sinh này đúng không? Đó, thì mình sẽ đeo cái bảng tên học sinh này vào nha. Các bạn nhớ nha, phải đeo cái bảng tên học sinh này cho mình. Rồi, cái danh hiệu tiếp theo đó chính là cái danh hiệu học sinh hư hỏng. Thì cái danh hiệu này á nó sẽ lấy khá là lâu, bắt buộc các bạn phải treo máy khá là lâu nha mọi người. Cho nên bây giờ là các bạn phải đi theo mình. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, để có được cái danh hiệu học sinh hư hỏng này á, thì các bạn phải treo máy từ tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4. Nhưng mà bây giờ tiết 1 á, thì mình đã học mất tiêu rồi. Cho nên bây giờ là mình phải đợi tới cái buổi học ngày hôm sau, mình vào game lại và mình treo từ tiết 1 cho đến tiết 4 nha. Các bạn nhớ trong quá trình mà các bạn đang treo để mà các bạn lấy được cái danh hiệu á, thì các bạn là nhớ nha, để cho nhân vật của mọi người nó phải ngủ ngon nha mọi người. Chứ đừng cho nhân vật của các bạn nó đụng đậy nha. Nó đụng tới mà nó đụng lui á, là chứng tỏ nó chưa có ngủ nha mọi người. Mà nó chưa ngủ á, thì admin không có cho các bạn danh hiệu đâu. Đấy, cho nên là nó cũng hơi cực nha. Rồi xin chào em nhé. Bây giờ là mình sẽ ra ngoài và mình đợi tiết học ngày hôm sau nha mọi người. Rồi nhá các bạn ha. Để mà treo được á, thì bắt buộc các bạn phải biết được cái vị trí mà các bạn treo thì nó mới thành công nha. Bây giờ là mình đang ở trong cái nhà thi đấu của trường học đúng không? Cái nhà giải đấu nè. Rồi các bạn tới nhà giải đấu xong rồi các bạn tới cái nhà kho cho mình. Thì ở đây nó sẽ có một căn phòng nha. Đó, căn phòng nhỏ chỗ này thì chắc chắn là các bạn biết rồi. Ngày xưa thì mình cũng hay làm video ở trong đây, đi tìm NPC các kiểu, trốn nhà ma nữa. Rồi có một bạn đang treo. Thì ra là bạn này, tôi nghĩ nha, bạn này chắc chắn là cũng đang treo để mà lấy được cái học sinh hư hỏng luôn. Rồi ok, thì mình cũng chỉ cho các bạn lấy được luôn. Các bạn xem video của mình thì sẽ lấy được nha. Bây giờ mình sẽ để cái ạc của mình ở đây. Thì mình sẽ nói các bạn đây là anh để ạc đây nha. Đó, để cho các bạn biết là mình treo ạc nha, chứ không thì các bạn lại bảo là mình sao online mà không có thấy di chuyển nha mọi người. Rồi mình sẽ để cái ạc đây. Bây giờ là 6:46 thì mình phải để cái ạc này đến cái buổi học hôm sau và hết cái buổi học đó luôn. Có nghĩa là mình sẽ để từ phút thứ 10 hả ta? Phút 7:10 luôn hả? Trời ơi, phải 7:10 hả mọi người? Mình không nhớ nữa, nhưng mà hình như là chỉ có một buổi học rồi. Đây để mình coi, để coi.
Đúng rồi, phải để tới phút thứ 10 xong tới phút thứ 20 nữa, khá là lâu nha mọi người, nói chung khá là lâu đấy. Thôi thì cứ treo ra thôi nha mọi người ha. Rồi các bạn cùng đợi mình nha. À mà các bạn ơi, có một cái này hay lắm nè. Thì hồi nãy mình có hướng dẫn cho các bạn là đi nhận cái bản học sinh hư hỏng đúng không? Nếu như bây giờ bạn nào mà treo 4 tiết á bằng cái bản học sinh này á mà nó không được á nha mọi người, thì mình chỉ một cách nữa, đó chính là các bạn đổi cho mình từ cái bản học sinh này, các bạn chuyển qua cái bản học sinh mới nha. Bởi vì hai cái bản này khi mà các bạn treo thì nó đều được luôn nha. Mấy bạn ở đây á treo giống như mình đều bị lỗi là không có nhận được cái bản học sinh hư hỏng á, thì để mình bảo các bạn đổi luôn nè. Đổi qua bản học sinh mới đi em. Đấy, thì nếu như bạn nào treo mà không nhận được á thì các bạn hãy đổi qua cái bản học sinh mới nha. Bởi vì hồi sáng giờ mình thấy có nhiều bạn treo giống như mình á nhưng mà nó không có ra cái bản học sinh hư hỏng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cái bản học sinh mới và mình treo cho các bạn coi lại nè. Ok các bạn nhá. Như vậy là xong nha, thì mình đã test lại cái cách thứ hai rồi. Ok nha. Rồi em ơi, rồi Khang ơi, thì để mình nói với mấy đứa luôn, 3 tiết thôi là đủ nha các bạn. Thì cái cách đầu tiên á là cái cách mà hồi sáng hôm qua mấy bạn hay dùng, là các bạn sẽ dùng cái bảng tên học sinh, các bạn sẽ treo 4 tiết. Thì cái cách đó thì mình cũng đã test với lại những bạn ở trong này luôn, nhưng mà nó không có hiệu nghiệm nha mọi người. Nói chung thì tùy nhân phẩm của mọi người thôi. Thì các bạn dùng cái cách mà mình mới vừa làm được đi. Thì cách của mình đó chính là các bạn sẽ đeo cái bảng học tên là học sinh mới nha. Đó, cái bảng học sinh mới này. Rồi các bạn chỉ cần treo cho mình 3 tiết thôi. Từ tiết 1 đến tiết 3 thôi nha mọi người ơi. Nhớ treo luôn cả tiết giải lao nha. Đó, tiết 1, tiết 2, tiết giải lao, tiết 3 này. Đó. Rồi, sau khi các bạn treo xong thì nó sẽ xuất hiện lên cái này nè. Đây các bạn coi. Rồi, đó, học sinh hư hỏng nha. Trời ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn lấy thêm một cái bảng tên, nói chung thì cũng khá là dễ nha. Có nhiều bạn sẽ treo nó bị lỗi giống như mình treo không được. Giờ các bạn treo cái cách đầu tiên á, thôi thì các bạn dùng cách thứ hai giống như mình nha. Được rồi em ơi, được rồi. Được rồi nè, trời ơi, thấy chưa? Trời ơi. Mọi người dùng bảng học sinh mới. Đó, treo 3 tiết thôi. Đó, treo 3 tiết thôi nha mọi người ơi. Em cũng nhận được ha. Rồi, ngon rồi. Ok nhé mọi người ha. Bạn nào mà chưa làm được thì xem cái clip này của mình. Làm được rồi thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha. À đâu, các bạn đợi mình từ tí nha. Anh có quay không vậy hả? Có quay nha em ơi. Rồi từ từ các bạn đợi mình 30 giây để mình ký tường mấy bạn luôn. Tại vì hồi nãy giờ mình nói với bạn là mấy em đợi anh tí. Anh treo sao anh ký liền, chứ bây giờ mà đang treo mà bực dậy ký là xỉu luôn á. Hello em nhá. Đây nè, bạn đầu tiên là bạn Sungurun. Tối hôm qua mọi người mình có like TikTok á, nhưng mà mình bị đau bao tử á, mình like được có một tí à. Mình nói nhiều xong cái bụng mình nó đau quá nên là mình ộp. Tối nay mình sẽ like lại nha mọi người. Bữa nay nó cũng đỡ rồi. Tại vì hồi sáng giờ mình uống thuốc nha mọi người. Ok. Hello em nhá. Rồi, hai bạn nè. Những bạn nào mà chưa kết bạn, chưa ký nha. Còn mấy bạn bè với tôi chắc ngày nào tôi cũng gặp mặt miết rồi, quen rồi, ký rồi. Rồi, hello em nhá. Rồi, ba bạn nha. Ok, bây giờ tiếp tục đến cái danh hiệu tiếp theo nha mọi người nhá. Trời ơi, nghĩ làm sao vậy mấy bạn? Nghĩ làm sao vậy? Tôi đang treo ạt để mình ra ngoài mình nạp tiền. Rồi có mấy bạn tới, mấy bạn bảo là anh Thịnh không có ký đâu. Anh Thịnh không có ký đâu, đừng có xin nữa. U là trời ơi mọi người ơi, nó động như thế này làm sao mà mình ký hết được các bạn ạ. Rồi đây, để mình ráng nha mọi người. Mọi người cho mình 30 giây để mình rửa sạch cái tội ác này nha. Trời ơi các bạn ơi, nói chung á là bây giờ á nạp gố vàng nó không có cho mình danh hiệu cổ đông nha, mà mình dư vàng quá trời luôn. Thôi thì bây giờ tiếp tục mình sẽ nạp thêm một gói nữa, đó chính là gói bể cá siêu to siêu khổng lồ nha mọi người. Ta-da, như vậy là mình đã nạp thêm một gói nữa, đó chính là cái gói này nha. Nhưng mà kỳ vậy ta. Ủa anh em mọi người, mình nhận được rồi nè. Ủa alo, vẫn không được luôn. Nó kêu là một gói bất kỳ nha mọi người. Ủa alo mọi người, ủa không được các bạn ơi. Khoan, từ từ tôi thấy có hiện tượng nè. Chẳng lẽ mình phải nạp một gói đồ các bạn? Gói đồ thì nếu như gói đồ thì hồi nãy giờ mình nạp gói đồ là đủ rồi. Trời ơi, tôi phí phạm tiền quá. Trời ơi, su cà na vậy các bạn. Tính ra nha, là mình thấy mấy cái vụ mà nạp như này là mình thấy game hơi bịp nha. Đáng lẽ ra nha các bạn, nếu như mà đã là gói nạp đầu để mà nhận được cái danh hiệu cổ đông bình thường á, thì ít ra đó mình nạp một cái gói gì đó bất kỳ, miễn làm sao khi mình nạp là được rồi thì chúng ta phải nhận được nha mọi người. Nhưng mà tạm thời là mình nạp tới hai gói luôn mà admin vẫn không cho mình nhận luôn mọi người. Các bạn thấy có cay không? Tôi hơi bị tiếc luôn chứ không có cay nha mọi người. Hơi bị tiếc nha mọi người. Nhưng mà thôi, chủ yếu mình nạp để mình phát giải thổ vàng là một nè. Rồi tiếp tục nữa là mình sẽ cho các bạn xem cái bể siêu to khổng lồ luôn nha mọi người. Nhưng mà mình buồn quá các bạn, tự dưng không cho mình cái danh hiệu mọi người. Tiếc ghê mọi người.
Chẳng lẽ bây giờ mình phải nạp thêm gói nữa, hết tiền luôn á. Trời ơi, bay một tháng lương của tôi đó mọi người. Trời ơi, báo thiệt luôn á chứ. Ok, mọi người thông cảm một tí nha. Để anh thoát cái nhà ra xong rồi anh bỏ cái bể cá vô cho mọi người coi cái bể mới nhận được nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, cái bể, trời ơi, oh my god, trời ơi, oh my chui. Chắc mình xỉu, cái bể nó bự bằng cái nhà của mình luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, mọi người ơi, cứu mình. Mọi người cứu mình đi mọi người, chứ không ai cứu mình nổi nữa mọi người à. Cái bể này nó bự hơn cả mình luôn rồi, bự hơn cả cái nhà luôn. Úi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi đây, ok. Trời ơi, chắc mình xỉu. Ê, trời. Rồi. Rồi, để mình dôm dôm nó ra xa xa tí nha mọi người. Cái gì vậy ta? Sao mỗi lần mà tôi muốn dôm dôm cái gì tôi coi là cái màn hình của tôi nó bị dở chấn. Đó, đây nè. Trời ơi, cho các bạn coi cái kích thước của hai cái bể khổng lồ nó như thế nào nha. So với lại cái nhà của mình á, thì hai cái bể này á là nó thuộc dạng là mình không hiểu luôn. À mà các bạn ơi, mình mới vừa nhận được cái thông tin của cái sự kiện mà nạp để nhận được cái cổ đông á mọi người. Thì có nhiều bạn bảo á là nạp tới 5 lần nhưng mà game vẫn không cho được cái cổ đông nha. Nói chung á là cái cổ đông này mình thấy một số danh hiệu nó đang bị lỗi theo từng ạc nha mọi người. Có nghĩa là cái ạc này nạp một lần thì được, có ạc kia thì nạp tới 5 lần vẫn không được nha. Cho nên là mấy cái danh hiệu này mình thấy nó đang bị lỗi nha mọi người. Cái này để mình hỏi admin lại nha mọi người, chứ bây giờ mình nạp thêm nữa thật sự là mình không có tiền. Nhưng mà thôi, đây để coi thử mình có cá sấu không ta. Mình nhớ không nhầm thì mình ở đây có một con đầu công vương miệng nè. Wow, wow wow mọi người ơi, trời ơi, trời ơi các bạn ơi, các bạn ơi là các bạn ơi. Rồi đây để mình bỏ thêm một em cá sấu vào nữa nha, để coi thử còn con cá bóng sấu nào nữa không ta, hay là hết rồi nhờ. Chết rồi các bạn ơi, tôi bán hết rồi sao á, hình như là mình bán hết rồi. Ừ, cái mập khổng lồ Megalodon. Trời ơi, bỏ được mấy con? Bỏ được cái một con thôi hả? Trời ơi, cái bể này bỏ có một con thôi. Trời ơi, mọi người ơi, từ nay các bạn vào nhà của mình á, anh hết tiền rồi. Ừ, anh Tịnh hết tiền rồi hả? Giỏi ghê ta. Anh hết sạch rồi em ơi. Mọi người ơi, đòi lại công bằng cho mình đi mọi người. Mình nạp nãy giờ 240 với 80 là 300 mấy rồi. Mà không có cái danh hiệu cổ đông. Hết tiền ăn sáng luôn, hết tiền ăn tối luôn. À các bạn coi, khi mà các bạn trở thành học sinh hư hỏng á, thì cái trên cái mặt của mọi người nha, nó sẽ xuất hiện cái này nè mọi người coi nè. Trời ơi. Ủa, tính ra là mình thấy hay lắm nha mọi người. Kiểu như là khi mà chúng ta trở thành một cái nhân vật nào đó á, thì tụi mình sẽ có những cái trang phục nè, có những cái hiệu ứng nè, có những cái vật dụng, vật phẩm chúng ta cầm liên quan đến cái bản tên danh hiệu đó nha. Ví dụ như mình thành cảnh sát hoặc là mình thành cứu hỏa thì mình sẽ có những cái xe hoặc là đồ đó mọi người. Mình thấy là cái đợt này á, admin ra mắt mấy cái tính năng này á, mình thấy nó cũng khá là thú vị. Nó sẽ giúp cho những bạn nào mà chơi game mà các bạn không có trang phục, không có xe á, thì các bạn sẽ xem clip này của mình á, rồi mấy bạn sẽ làm nhiệm vụ. Sau khi mà các bạn có được cái các cái nhiệm vụ, cái bản tên xịn sò như đặc vụ nè, cảnh sát nè, cái đặc vụ, sẵn tiện mình nói đặc vụ luôn, hôm bữa mình có làm cái video hướng dẫn các bạn lấy cái bản tên đặc vụ nè. Đó, thì cái bản tên này khá là dễ. Thì nó sẽ có hai trường hợp nha. Mọi người phải tham gia cái mini game mới, đó chính là cái trò chơi bắn súng nè. Đây này, bắn súng nè. Thì có bạn á thì phải top 1 tới 15 lần các bạn mới nhận được. Có bạn thì phải top 1 tới 20 lần nha. Mình rơi vào cái trường hợp thứ hai, đó là cái trường hợp 20 lần top 1 nha mọi người. Hàng chi hôm bữa tôi mới thấy thắc mắc. Ủa, alo, sao tự dưng á mình, mọi người biết làm sao không? Tự dưng á tôi bắn súng, tôi bắn cả buổi sáng luôn, hơn 15 cái top 1 vẫn không nhận được. Thế là mình phải cố gắng mình chơi nữa. Tới cái cuối cùng là mình phải đúng 20 lượt á thì mình mới đạt được cái top, mới đạt được cái danh hiệu phục vụ nha. Thì ra là vẫn có nhiều bạn giống như mình, cho nên là nếu như mà bạn nào mà 15 lần á mà không nhận được á thì các bạn cố gắng chơi thêm 5 lần nữa nha. Đó. Rồi, bây giờ tiếp tục thì mình sẽ làm nốt cái nhiệm vụ để mà lấy thêm cả cái điểm trong cái bảng nhiệm vụ nữa nha mọi người. Ha, rồi. Đơn giản quá các bạn nhờ. Rồi hôm nay tất nhiên rồi thì mình sẽ chỉ hết tất cả các cái danh hiệu cho mọi người làm luôn. Những cái danh hiệu nào làm được, những cái danh hiệu nào các bạn phải đợi chờ đủ ngày thì mới nhận được nữa nè. À, trong đó sẽ có một cái danh hiệu đang rất là hot trend luôn nha mọi người. Đó là danh hiệu của kẻ si tiền. Trời ơi, kẻ si tiền, mình nói thật với các bạn luôn. À, từ từ để mình chỉnh qua cái loa này tí nha. Sao tự nhiên tôi không nghe âm thanh game ta. Alo. Các bạn nghe thông tin game chưa mọi người? Rồi bây giờ nha, đây để anh mở loa to tí nha.
Đó rồi, ok. Mình cái danh hiệu kẻ si tình á, đầu tiên là mình nhận 10 kim cương này, thì cái danh hiệu kẻ si tình á là cái danh hiệu nó sẽ dành cho những cái cặp đôi set lớp với nhau nha, những cái cặp đôi mà yêu nhau thôi thì mới nhận được, các bạn lưu ý nè. Rồi ví dụ như bây giờ mình với chị Nhiếm đi. Quà thứ hai luôn nè. Trời ơi, hôm nay nhận được trang phục nha mọi người, hôm nay nhận được trang phục mới nha. Đây, để tôi lưu hình lại cái coi. Rồi, cái gì nữa đây? Ó, cái quần á, một bộ đồ nha. Hôm nay thì tụi mình sẽ nhận được một bộ đồ mới nha mọi người. Rồi, đây, lưu hình ảnh nè. Rồi, mình mặc vào cho các bạn coi luôn nha. Đây nè, nhớ chat thư nhắn tin. Ok, rồi, thì bạn mọi người nhớ nha, hôm nay là có một cái mini game của bạn Khang tặng nha mọi người. Bạn Khang nãy giờ cứ nhắc hoài luôn á, các bạn nhớ tham gia cái mini game của bạn Khang nha. Đây, các bạn coi nè, đó. Trời ơi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi mọi người ơi, đủ rồi nè. Đủ rồi nè em ơi. Đó, thấy chưa? Trời, ok. Rồi, quay trở lại với cái danh hiệu. Thì cái danh hiệu mà hôm nay mà các bạn đang hướng tới, đó chính là cái danh hiệu tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi. Cái danh hiệu này á, tạm thời thì sẽ không có ai làm được hết. Bởi vì lý do đó chính là cái danh hiệu sách lớp. Nhưng mà nó yêu cầu á là những cặp đôi phải yêu nhau và kết hôn 3 tháng nha mọi người, 3 tháng nha. Theo thông tin mà rò rỉ của admin á, thì admin cũng nói chút chút luôn, mình cũng có hỏi rồi, thì admin cũng có trả lời là thì cũng có khi là vậy đó. Đấy, admin nói vậy thôi, thì mình cũng hiểu là phải kết hôn với nhau được 3 tháng trời á, thì tụi mình mới có cái danh hiệu là tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Chứ làm sao mà tụi mình kết hôn một ngày mà lại gọi là mãi mãi được. Mà thật ra mãi mãi là bao lâu thì mình cũng không biết nữa mọi người. Nhưng mà ở trong game là 3 tháng là mãi mãi nha. Đó mọi người, trong game thì mãi mãi là 3 tháng nha. Rồi, phải yêu nhau 3 tháng mới có danh hiệu kẻ si tình. Rồi, có một cái danh hiệu nữa mà nó thấy hơi khó khó nè. Cái danh hiệu mà bắt đầu đầu tư á là cái danh hiệu cổ đông á nha mọi người. Thì các bạn phải nạp tiền vào game là một nè. Rồi có thêm một cái danh hiệu, để từ từ các bạn chờ 30 giây để mình check lại cái danh hiệu đó nha. Đây có một cái danh hiệu nữa, đó chính là cái danh hiệu cổ đông lớn của Hagin nha mọi người. Cái danh hiệu nó có hai danh hiệu nha, một là bắt đầu đầu tư nè, hai là cổ đông lớn của Hagin nè. Đấy, thì cái danh hiệu mà cổ đông lớn luôn á, cái danh hiệu đó thì nó gọi là sao ta, nói chung thì nó cũng hơi căng các bạn nhờ. Tại vì á là các bạn phải tích lũy nạp đến 5 củ. Các bạn nhớ nha. À, cái đây là cổ đông nhỏ nha, cái này là cổ đông lớn nha. Đó, cái đây là cổ đông lớn nha mọi người. Cổ đông lớn là các bạn phải tích lũy nạp được 5 triệu nha mọi người, 5 triệu nha. Thì mình có xem trong bản thành cái bản nhiệm vụ của admin gửi rồi, thì nó bảo là phải nạp tích lũy đúng 5 củ nha mọi người. Không biết là có hơn hay không nữa, nhưng mà đúng 5 củ là tụi mình sẽ có một cái bản danh hiệu màu tím là cổ đông lớn của Hagin nha mọi người. Trời ơi, tri ân những người nạp tiền nhiều vào game. Rồi, đây. Rồi, một cái danh hiệu nữa thì mình sẽ nói luôn ở trong cái video này để các bạn khỏi tò mò, đó chính là tại sao gọi là yêu đâu phải là cái tội phải không? Rồi, cái danh hiệu này nó nằm ở trong cái danh hiệu thứ số 40 đúng không ta? 40, yêu đâu phải là cái tội phải không? Thì theo như mình được biết á, đây là cái danh hiệu couple chia tay nha mọi người. Chia tay. Ngu gì mà tôi mà chia tay? Cái nhẫn 2000 kim cương đó anh em. Cái nhẫn 2000 kim cương mà bảo tôi chia tay để lấy cái danh hiệu đó, không đáng các bạn ạ, thật sự là không đáng. Đó, bạn nào chia tay đi rồi có danh hiệu đó nha, cái đó khó phải hỏi rồi, quá dễ luôn. Rồi, như vậy là những cái danh hiệu mà hot trend là mình đã chỉ cho các bạn cách nhận hết rồi ha. Rồi tiếp theo nữa là danh hiệu gì nữa nhờ? Ta-da! Cuối cùng đó chính là cái mini game trả khuôn mặt chóp chép hôm cập nhật cho các bạn đây. Có tổng cộng là 315 cái bình luận nha. 315 cái bình luận, thì trong đó là 298 bạn đã tham gia đúng này. Và bạn trúng giải của mình tên là bạn gì vậy ta? Tên cái ông này lại trời. Tên Đắc hả? Đắc hả? Ok. Tên Đắc cho mọi người ha. Rồi bạn về nè. Tìm thông tin tên nè. Chọn tên nè. Rồi, up 10 giờ trước nè. Rồi, ok, để mình coi thử. Wow, cái bạn này trúng giải của tôi khuôn mặt chóp chép nha mọi người. Đây, bạn đừng có xem được cái video này của tôi á, thì nhớ vào thư nhận giúp mình nha. Chúc mừng nha, ok nha. Rồi, để coi thứ bạn này comment gì nhờ. Bạn này bảo là chúc anh sớm đạt được 350k sớt. Wow, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn em nhiều nhó. Ok nha. Rồi, mọi người ơi, nhớ bấm like và đăng ký kênh ngày hôm nay của mình nha.